Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin gửi tới mọi người sản phẩm, đó chính là đèn gầm của Toyota Vios 2008 đến 2009. Bộ đèn gầm và ốp của nó luôn. Mỗi một sản phẩm được đóng trong một chiếc hộp 18 vuông luôn. Đây là bộ đèn gầm bao gồm hai vế. Đây, trên tay bên này, đây là sản phẩm của hãng Valeo Trung Quốc. Đây, anh em nhìn nhé, Valeo đấy. Mã sản phẩm đây LH này. Và đây là bốn cái để chúng ta bắt vào đây. Đây là cái ốp phía trước của nó nhé. Anh em gài vào chỗ viền ba được sốc để chúng ta bắt vào. Đèn gầm sẽ được bắt vào đây. Cái giá này mình sẽ bắt vào cái tai ở dưới khung xe. Đây, phía mặt ngoài của nó là bằng kính anh em nhé. Đây là một bộ đôi của nó, thì một đôi của nó bao giờ cũng sẽ gồm hai vế, một vế R và một vế L, và hai mã cũng sẽ khác nhau, tức là 812-10-06052 và đây là 812-20-06052. Đấy. Vừa rồi thì em có vừa gửi tới mọi người cái sản phẩm, đó chính là cái bộ đôi đèn gầm và ốp đèn gầm của Vios 2008-2009. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.